Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa tổ chức giải thi đấu cầu lông chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Hơn 100 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những pha cầu hay, những trận đấu đẹp.